sánh những mùa hoa, những hoa là năm nay rất là đẹp, đẹp hơn rất nhiều, nó nở cùng rộ cùng lúc. Hiện giờ thì chị thấy là khắp toàn thành phố đều nở rộ hết chứ, nhưng mà quanh Hồ Xuân Hương thì nổi chậm hơn, thì chị nghĩ là nó có thể là nó sẽ kìm cho cái mùa Tết âm lịch của mình sắp tới.